Những năm gần đây, xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa tích cực nhân rộng và phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông. Việc này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nuôi tăng thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương. Từ lâu đời, người dân xã Đông Hóa đã có truyền thống với nghề nuôi cá lồng trên sông. Tuy nhiên, quy mô nuôi nhỏ lẻ, tự phát lại không có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2020, xã Đông Hóa được quyền hỗ trợ thêm 22 lồng cá trị giá 210 triệu đồng từ nguồn vốn trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Nâng tổng số lồng cá hiện tại của xã là 47 lồng. Mỗi lồng cá nuôi khoảng 100 con, chủ yếu là cá rắm cỏ. Loài cá này dễ nuôi, dễ tiêu thụ, người dân thường tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có như rong bèo, cỏ, lá chuối, lá sắn và ốc bươu vàng, nên chất lượng thịt cá thơm ngon. Bên cạnh đó, nhờ có dòng nước lưu thông trên sông xanh, nên người nuôi cá không phải lo về lượng thức ăn dư thừa, phân cá như nuôi ở ao hồ. Đồng thời giảm được chi phí trong khâu xử lý môi trường nuôi sau mỗi vụ. Với giá bán hiện nay, bình quân 100.000 đồng trên 1 kg cá rắm cỏ, mỗi năm trung bình một hồ thu về trên 50 triệu đồng. Hiện, xã Đông Hóa cũng đang khuyến khích người dân mở rộng quy mô phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.